rồi ôi, nhìn sơ sơ là thấy chụp cái nỏ hư rồi đấy. Chào các bạn, mình là Linh đây. Sau suy nghĩ một hồi thì cầm nỏ hư mãi nó cũng chán. Ơ, các mẹ góp rồi. Holy shit. Ôi giời, chết ngay. Đây rồi. Ui, nhiều nỏ hư quá. Zom đâu? Rác thật đấy. Đúng rác rồi đấy. Tôi không nhìn thấy zombie mà bắn. Thời kỳ cận chiến này còn đâu. Giờ nhiệm vụ chúng ta là tìm một con zombie. Ôi ơi, nó cả một tiết thanh mình rồi. Ui, rồi cận chiến này mà khổ quá, không được một con zombie luôn mà. Ui, thôi thế này. Bắn zom nó còn khó thì đấy đâu ra cận chiến. Ôi chịu rồi. Ui hồi. Hết chịu rồi. Mày ra đây rồi. Đuổi. Thành ra mà thấy mình cứt. Ừ ngón. Khổ vãi nồi. Tìm do mà thôi cũng khổ nữa. Để ơi. Mày này. Úi dồi, cận chiến không chết. Đây là cái thử thách mà mình cảm giác mà khó cận chiến nhất từ trước đến giờ. Sau còn là gần chục năm chơi truy kích thì này. Úi dồi, cái thử thách mà tìm do thôi mà đã khó rồi. À thế đấy ơi. Có cái nỏ hư này. Có khi nào mình muốn lên tử không? Thôi kìa. Mình không thể chạy theo số đông được. Người thành công phải có con đường riêng em. Nhưng mà nãy giờ này, sau mấy hiệp mình được có mấy chục kill này quét thôi. Ảo thật đấy. Ok. Bọn em đã gì rồi. Này, chạy này, đây rồi. Đây là lúc phục hận đúng không em ấy. Mày nỏ hư để chừa cái tôi hư thân mất nét. À, thằng này mấy sao đây. Holy shit. Khổ đã chịu được em ạ. Mình tê, mình vật lộn tới mấy con zom mà. Cảm giác đã chơi gôn mấy trăm mấy là 73 cận chiến nhưng mà bây giờ đố anh em cận chiến được luôn ấy. Zom nó vừa mở mắt ra cái chắc con mẹ rồi lấy đéo đâu mà cận chiến. Khổ thật, bây giờ mới hiểu được mấy anh em mà chơi mấy anh em kiểu nghèo ấy, không có tiền mua súng ấy thì nó khổ như thế này đấy anh em. Giờ chỉ có nỏ hư thôi, đi đâu cũng nỏ hư, mẹ cái nỏ hư to đùng trên trán thôi. Vẫn trên chặng đường đi tìm cận chiến đầu tiên đấy. Mẹ, tính sơ sơ là lấy giờ mình bị cận chiến 2-3 lần đấy kìa. Má, chúng nó cầm nỏ hư sau này cầm thêm cái kẻ Jungling Blade nữa. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi dồi, cận chiến đầu tiên. Ôi dồi, hạnh phúc quá các người em ơi. Mình vật lộn mãi thì cuối cùng ở đây mình có cái này đúng không? Ồ, có cái này nhá, mình có cái khỏa xịn này. Ở đây. Không bán được à? Mình quên mất cách dùng cái này rồi. Em vẫn còn một số 1 kìa. À đây. Bùm. Ui, được chưa? Ui, lâu lắm rồi mình dùng cái này. Ui, nó nổ. Ui, đốt kìa. Đọc kìa, lửa đốt kinh phết. Hết rồi đúng không? Ừ, hết rồi em ạ. Có một tên thôi. Ảo thế. Ui giời, không chết kìa. Nhìn kìa, do kìa, nhìn trông sướng không? Đấy, qua ra kill luôn. Được thế, trận này được trận. Mày làm nên là ăn da vãi. Ăn da làm nên chứ quên. Ủa, chết rồi. Ở đâu này, có này này. Ờ, cái này hồi lâu vãi. Ui dồi ôi. Vãi cả đi. Bùm. Hay quá, không xuống con nào luôn.
cận chiến đấy thôi. Được một quả đam ca cũng mừng rồi. Thôi thế là mừng rồi. Lúc mong muốn gì hơn được nữa. Rồi, thằng Katana nó làm thịt mấy con rom rồi kìa. Ui dồi ôi. Cuộc chiến còn nỏ hư. Nỏ hư và phần còn lại. Mày là top này, là top này. Top này, ui dồi ôi. Tí nữa thì phù vật đít thôi. Ui, được chưa? Death Trial Gold. Phải thế chứ. Ui dồi, chúng nó thoát hết anh em ạ. Các người anh em giờ đi hết rồi, không có ai luôn. Sợ thật. Nó hư giác quá thật. Kiểu cái tựa game mà săn zombie ấy, nó lại thành kiểu má, zombie trốn tìm ấy, kiểu đấy. Zombie lúc phải đi trốn thật. Ở đây mình có cái này. À sao đồ hồi anh em, nó có thời gian hồi. Đây mình sẽ bắn một phát đây. 5 giây nữa hồi này. Ấy. Bùm. Ui dồi, mà cái này nổ đau vãi. Mà là nổ rộng nhờ. Nhìn phê chưa. Ơ nó hư đâu hết rồi. Nó hư thoát hết rồi anh em ơi. Hay quá. Thôi bớt đi. Ôi ngon, nó rơi rồi kìa. Lạc thật. Ui dồi, thế mà nó vẫn chạy được. Má. Ở đâu này, có này này. Ờ cái này hồi lâu vãi. Ui dồi, vãi cả đi. Thank you.